tin mừng theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn gọi, và họ đến cùng người. Người chọn 12 vị để theo người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. 12 vị ấy là Simon mà người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giê-bê-đê và Gioan là em Giacôbê, rồi đến Andrê, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Tadeo, Simon Nhiệt Tâm và Giuđa Iscariot là kẻ nộp người. Ở với Chúa Giêsu. Đức Giêsu gọi những kẻ người muốn để các ông ở với người. Đôi bạn trong gia đình trẻ cũng mời gọi và đến ở với nhau trọn đời. Các môn đệ ở với thầy Giêsu để trải nghiệm và làm chứng về Thiên Chúa tình yêu. Đôi bạn chung thủy trong đời sống vợ chồng cũng là hành trình sống với để cùng nhau làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu, dù vẫn còn đó những bất toàn. Xin Chúa khơi lên nơi mỗi thành viên trong gia đình, nhất là các gia đình trẻ, biết phác họa và nói cho thế giới về niềm vui sống bên Chúa.